Ông chơi Dungeons and Dragons đúng không? Đúng rồi. Có thể giải thích cho tôi game đấy là gì không? Tôi có thấy trên Stranger Things rồi và cũng tìm hiểu có vẻ như là giống board game nhưng mà vẫn chưa hiểu lắm. Ok, Dungeons and Dragons hay còn gọi là D&D là game nhập vai, thường được chơi theo nhóm 3 đến 5 người chơi và một người kể chuyện. Vậy game nhập vai là như thế nào ông nhỉ? Có phải giống mấy cái video game như Cyberpunk 2077, Witcher 3 hay là board game kiểu Avalon, Bang gì đó? Ừ, nhập vai về cơ bản là đặt mình vào một nhân vật có thể ít nhiều khác với bản thân mình và đặt nhân vật đó vào một hoàn cảnh giả tưởng để xem nhân vật đó sẽ phản ứng như thế nào, hành động ra sao. Mấy cái board game và video game mà ông vừa đề cập như Avalon, Bang, Ma Sói rồi Cyberpunk 2077, Witcher 3 thì cũng có điểm tương đồng với D&D là mình chơi một nhân vật không phải bản thân mình, hoặc có thể có tính cách khác, mục tiêu khác, có những khả năng đặc biệt, nhưng mà sự tương đồng dừng lại ở đó. Mấy cái board game thì thường yêu cầu người chơi chỉ làm những thứ trong khuôn khổ luật của game và có điều kiện thắng thua rõ ràng. Mấy video game hiện đại hơn thì cho người chơi chọn thoại với chọn cách giải quyết vấn đề nhưng vẫn bị gò bó trong 3 hoặc 4 cái lựa chọn có sẵn của game. Còn trong D&D thì có một người dẫn chuyện là Dungeon Master, chuyên đón nhận và giải quyết các ý tưởng sáng tạo của người chơi. Tôi nghe ý ông có vẻ là D&D không có thắng với thua. Vậy mục đích của mình trong game là gì? Sự sáng tạo? Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà chưa đúng hẳn. Trong D&D thì chú trọng vào câu chuyện mà những người cùng chơi kể với nhau. Trong game có hệ thống combat và lên cấp, nhưng chỉ là phụ thôi, dùng để hỗ trợ tạo nên câu chuyện gay cấn hơn. Mình có thể cùng nhau kể một câu chuyện hùng tráng, cliché cứu thế giới, hoặc một câu chuyện giành giật quyền lực thời Trung Cổ mang đậm chất chính trị, hoặc một câu chuyện kinh dị tăm tối mà những nhân vật chính cho dù có thoát được cũng để lại sang chấn tâm lý nặng nề, hoặc đơn giản là một câu chuyện slice of life thường nhật, một sự phát thuật với những mối tình đẹp tươi. Ây da. Đấy, Trang cũng thấy là khó có thể định nghĩa thế nào là thắng, thế nào là thua trong một game như thế này. Mà câu chuyện thường chỉ dừng lại khi tất cả người chơi đều đồng ý là không còn khai thác được mạch chuyện này nữa, hoặc là khi chơi không còn vui nữa. Chơi kiểu cái chuyện như thế này chắc cũng phải đầu tư thời gian lâu phết đấy nhỉ? Có những câu chuyện ngắn có thể gói gọn trong một buổi chơi 3-4 tiếng, giải quyết 3-4 tình huống gì đó. Có những câu chuyện dài hơn thì thường được chơi hàng tuần, tùy vào lịch rảnh của mọi người. Câu chuyện ngắn thì rõ ràng là nhanh hơn, đỡ tốn thời gian hơn, nhưng những người đã tạo nhân vật của mình và muốn chơi nhân vật đó lâu dài, trải qua thăng trầm rồi phát triển nhân vật thì sẽ muốn một câu chuyện dài hơn. Hợp lý. Ngoài ra còn nhiều kiểu chơi D&D lắm, kiểu viết chữ này, khi nào rảnh thì lên kênh roleplay viết một tí rồi người khác sẽ trả lời mình vào lúc khác, không nhất thiết phải online cùng nhau. Hoặc là trong server Discord D&D của tôi đang có sự kiện tạo nhân vật đôi trong tuần lễ Valentine này, là nghĩ câu chuyện backstory xuất xứ cho nhân vật đó, cũng là một phần của D&D. Đó, mình muốn đầu tư bao nhiêu thời gian cho game này thì đầu tư, chơi kiểu nào thì chơi, không có gì bắt buộc cả. Nhiều kiểu phết. Nếu ông rảnh thì cuối tuần tôi dẫn một game D&D ngắn giới thiệu cho. Được đấy, lên luôn. Lên.